Hey, what's your name? Hello. ภาษาเต้นไม่มีหรอกเจอนกถึงเอาพี่แดมรักหนูไม่ต้องพูดเองSinh ra hỏi à?
đây chào con. Nhìn cho nó nhìn được. Ôi cao thật vậy. Thì sao bên này xem nào. Ghế đây. Muốn cắm đây. Thế kìa. Đuôi quay cho bà. Bảo đi cùng bà đi qua. Cô được đi ké nha. Wow, bị hộ xá. Bị hộ xá. Cảm ơn chị Triệu nha. Tí nữa thì nào mấy chân đi bản sao cô ơi. Váy đặt để đi. Hôm nào tháng 2 tháng 2 mình lại gặp nhau đi bản sao. Chị Triệu đi đâu có. Quay ra đi kia. Wow. Con không nghe nhỉ. Thế đi quay cho bà, con chỉ cần xem quay cho mình có tiền hay không, không cần biết đâu. Đi đã. Đi đã. Ôi. Lên đây họ có đòi tiền đâu. Nhờ ấy rồi. Không ai đòi tiền cả. Không ai đòi tiền đâu mà. Còn mình tự nguyện đó chứ. Cười. Mắt mình cái thương mà, mình cắt thương mà. Cười chị Yến nè. Bắt tưng ở đâu. Chúng đây có trực tiếp không? Trực tiếp. Trực tiếp rồi. Bà nà 2 chị Hương ơi, bà nà 2 thôi. Lên đỉnh đây. Lên đỉnh nào. Wow. 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 Giá để nó đi chậm hơn cái kia trên bà già cho nó không say. Đi nhanh để bà say mất. Mình đi đến tỉnh nào đấy? Đi qua được cái chỗ. Bên trên tỉnh mà nó đi trên đấy. Bà đi. Ờ bà già nhanh nó đi không à? Đây là cái quay về đón mà. Cái này xa hơn mà. Cái này xa hơn. Ôi cái này mình lên đến đỉnh nhỉ. Không tại cái này chưa đấy à, như thế à. Ôi còn dài nữa. Ở đây lên đỉnh cao hơn. Đỉnh cao mà là. Ê đỉnh núi kia như thế à. Còn đây nha. Lên chỗ bát chàng đang xem. Không mất kết nối rồi. Tí nữa tôi chưa nhận được. Sao không có đèn đèn là lưu lại. Mạng kém rồi. Không có sóng rồi. Trời cao quá, ngồi sẵn rồi. Thế đây mình phải quay đi, nhìn quay kiểu các bạn mình đã lên đấy. Gần đến 8.898 mét. Hai đây. Xin chào. Đây, đang lên đỉnh đây. Chém bạn nào vừa bao nhỉ? Chém thì thôi, ba không có mạng. Tám nghìn là nhìn dáng của từng người một. Nhà của thế giới. Nhưng mà là chẳng thế à. Wow. Đấy, nhìn bà kìa. Hôm nào mình đáng nhẽ mình phải kiếm một bộ áo nung của mình để mình mặc đi. Bà chứ không này không mang đi à? Chúc đã lấy cho bà nha. Sợ không bà? Bà đi như này bà sợ. Ôi trời ơi, chị lại còn lo bà sợ. À, bà còn lo chị. 70 năm tuổi chị yên tâm bà nhẹ nè. Thế thì các cháu, con cháu phải phục bà. Bây giờ bà ấy cứ đi được là cứ đi thôi. Năm sau đi tiếp. Bà đi được bà cứ đi. Không sai đâu bác ơi. Sướng. Con cháu cho bà đi gửi trụ bà cứ đi. Kiểu lần tiếp này lên. Lại lên nha, chuẩn bị lại lên đỉnh cước nữa nha. Đỉnh đề cao. Đây nào. Ôi dồi ôi. Băng ơi. Hoa độc quyên tổng hoa. Đây em ngồi đây này. Chuẩn bị lên, chuẩn bị lên đỉnh nè. Bắt đầu. 1, 2, 3. Ôi đỉnh cao này sướng hơn. Càng cao càng sướng, càng đỉnh càng sướng. Ui này cao lắm nhở, phải gấp đôi bà nào nhỉ? Ừ gấp đôi nhà bà nào, gấp đôi bà nào luôn. Chẳng phải mấy trăm nhỉ? Đây cái đây. 3.000 mét mà. 3.000 mét. Quá đỉnh rồi. Em đang lên đỉnh sướng. Anh cắt cơn em. Quay đây, lên đỉnh của đỉnh ơi, đi chỗ này được ấy. Không chỉ bắt nổi căng của đoàn mình thôi không, cũng lên trên đỉnh của đoàn mình được cái nó đông, nhìn cắt thì hay được. Càng cao hơn bà nào làm sao cao ơi rồi ơi, đã là đỉnh núi cao nhất Việt Nam này mà lại còn bảo là không cao hơn thì thế nào nhỉ? Không nhỉ? Thật đấy. Ai được học địa đâu mà biết?
Hải Dương biết được học bạn này chưa nhỉ? Năm nào Dương đấy. Ui giời ơi cua. 314 không thấy này thì nó đào lên nó. À cái thế thì không được rồi. Chị Bình suốt ngày được đi thôi. Bà này chị đi. Bà này hưu được tầm 2.000 thôi. À chưa đến 2.000. Ôi nhưng quá hay rồi. Hơi ụt tai thật là bồ bồ. Ôi đây vết với thế bình thường. Ôi quay cho mừng đó. Đó để bấm điện thoại cho bà. Đây là quay nhá. Quay rồi. Cây này chặt không quay được trước mình quay. Xuống dốc quay mới đẹp. Những cây mà nó bị ấy thì chặt hết. Giờ mình thấy nhớ con kỳ quá. Nó chưa cảm nhận được đâu 10 năm nữa. Ôi trời thế con này à. 5 tuổi nó đi về. Con này con này đi theo mẹ mãi rồi nhỉ. Nó đi bàn áng nó đi làm gì nữa à. Đấy không tiền đâu con cái kia. Lên đỉnh lên đỉnh lên đỉnh. Ôi đỉnh này cao nhỉ. Cái này cao nhất đây. Nó đứng nhà này. Nó lên nó chẳng chẳng kéo được. Tuyến ơi, vệ điên tối chưa? Ôi đến đây bắt đầu mây nhiều kìa. Nhìn bắt đầu mình có mây nha. Xuống sổ cho máy 200 với. Lúc nãy ông mới gọi điện cho mình chuyển khoản xong nhé. Chuẩn bị nhá, bắt đầu nhá. Chú mà. Tôi lên đỉnh tiên nào. Chỗ này là cao nhất đấy nhỉ? Đây đây cao nhất. Chưa cao nhất đâu. Vẫn còn lên tiếp mà. Còn nữa ăn. Cao nữa ăn. Là quay lại. Không phải là đỉnh đâu. Cao mãi nhỉ. Chứ phải là đỉnh núi mình nữa. Sướng chưa? Đến đây ạ. Wow. Thế như bé quá chị cơ nhìn thấy. Mình tăng lên, các nước mình tăng lên. Ủa, nhìn xuống dưới, trời hàng cao thế. Nhìn xuống dưới đẹp không? Thác nước này, thác nước này. Đẹp không? Nhìn xuống đây à? Đẹp gì? Quá mắt đấy. Nhìn xuống đẹp lên. À, căng đảo quay bên dưới nào. Đây, con đang nhìn xuống dưới đây, đang quay xuống dưới đây. Đẹp không? Trùng trùng điệp điệp. Anh đây, em nằm nhìn xuống dưới đây. Ôi cái đỉnh kia. Kia mới là đỉnh nha. Đỉnh của đỉnh luôn kìa, trên kia kìa. Săn mây luôn. Đấy, đến nơi rồi sáng. Họ giỏi tại vì họ làm được cái cáp treo. Nhưng mà sao lại làm được cái này nhỉ? Qua được cái bàn nào mình gặp thì cái này cái này nhảy trong cửa. Đúng rồi, nhỏ khó bí rồi. Mình đi bàn nào mình là đấy bí lắm rồi nhỉ? Lên đấy kia là cuối cùng rồi kìa. Chạm của chạm kia kìa, dạ ma nục. Ôi, nhưng mà đỉnh ghê chứ nhá này. Xong rồi còn lên sang bên kia nữa. Lên. Wow. 22,7 triệu. Mà đi chậm như nào lấy hồi đỉnh. Trời ơi, đi chậm này hợp lý thật. Đi chậm thôi. Bắt đầu chưa? Ủ tay rồi này. Đây này, đây tính thời gian từ lúc bắt đầu lên. 8 giờ 10 phút. 10 phút rồi. 10 phút rồi. 10 phút thì bình thường. 9 giờ mình bắt đầu lên. Úi giời, thay cái đẹp không? Đẹp mà. Nhưng mà dài lụa trắng. Đâu. Bên này này, chị Huế ơi, nhìn một giải lụa kìa, hắt nó. Hắt rồi. Ôi rồi. Về cô rồi. Chú không nhìn xuống dưới à? Tả cảnh thiên nhiên thì phải biết tả nha con nha. Nhìn xuống dưới có phải lấy cái điện thoại xuống xuống xuống. Đúng rồi. Đấy. Đấy, nhìn con nhìn không dám nhìn thì con cho điện thoại nhìn. Nhìn xa trông như cửa. Ôi dồi. Ôi dồi. Nhìn dưới nhỉ. Ôi tai em kêu bụp bụp ấy. Ủ tai mà. Lên này đây là ủ tai rồi. Ủ tai là bịt mũi là thở. Dạ ngay. Bây giờ là mình sẽ tắt điện thoại đi và cảm nhận là lên đỉnh nào. Chị ơi không say đâu, đi từ từ thôi. Đúng rồi, cái kia đi váng hơn, bên bên bàn nà thì váng váng hơn. Đi bàn nà đi nhanh hơn. Ôi mới thấy khủng khiếp là lên đỉnh cao nhờ, thế nào đỉnh phải khủng khiếp luôn. Bây giờ là thấy là lên đỉnh là như đáng đồng tiền bát gạo. Nó mình định tính xem bao nhiêu cáp treo mình đi rồi gì. Đấy, đấy ở nhà toàn đi, đi lên lúng cứ bảo đỉnh cao rồi. Chưa là gì, trời ơi. Khai để bi phần nưng mà để tết đợt nó.
cây nhiều. Ôi bán hết vụ ngô cũng không tiếc. Xong về nhà nhìn đói. Bán hết về nhà làm hết. Không hiểu mà ngồi đấy không biết. Về là một tuần sớm thì tôi mua một ngày mai ăn cũng được. Tập đây. Không ăn phở nữa. Tai nào ấy mà bản đây thì về làm nó ra lùng ơ. Ăn lùng rồi. Cái mặt thì nghe mặt đấy à. Nhớ mừng có đây phải xít mấy kẻ đi có khi đã lô đỉnh này mấy kẻ mấy mình mây, đi trên mây mây cả mây mù gia đình Trường Sơn sớm chiều đúng không phải đâu đây sao bằng lên nó bằng lên được nhanh này còn biết cây cây ở gần đây này sân mây thành công quá đẹp. Hôm nay thời tiết ủng hộ nhá. Này quay sang bên này đây, mây bên này. Quay lại đây. Quay lại bên này bên này mọi người. Quay lại đây. Đẹp mọi người đi đây. Đây đây quay bên này đi. Còn một đỉnh nữa. Chú Lê luôn. Nhìn gần rồi. Wow. Chưa đâu chưa đến chỗ đây nhá. Ôi bên này kìa. Wow. Ba bốn lần đỉnh rồi em, chưa lần nào lên đỉnh nhiều như thế. Mấy phút mà lên mấy lần đỉnh rồi. Còn không này đâu. Nhìn nó không được. Rồi cây cây đây là thật này. Đã bắt đầu đến đỉnh xem con băng nào. Ôi chuẩn bị đến đỉnh chưa làm gì đã. Nào lại lên đỉnh nào. Lại thế. Đây tú cha mẹ. Đến đây làm lại đỉnh đây này. Cha mẹ. Ba nữa đây này. Ba đâu? Thế bằng này lâu bá có thể đây là mẹ của không đâu. Em này. Bà nội đấy. Bà nội cho tôi. Bảo em này mà. Em này. Bây giờ em đi làm xuống dưới cho chị. Thế giờ bảo Tú Tào chào mẹ. Hết say luôn. À nhiều mẹ lắm. À nhiều mẹ. Con nhận nhận mẹ này là mẹ nó. Câu hỏi chứ thế giới thiệu là con của mình. Đi mình có tiếp câu hỏi. Đi chưa nhỉ? Ồ đến đây phải đi chứ. Đi đây con ơi. Mua riêng mà. Nước của nó lên. Kia tao hỏi cái thằng này em một cái đó kìa. Cái tao hỏi kia đẹp chưa? Đẹp ơi. Ôi nhìn lại à. Tuyệt vời. Các bạn các bạn này lên cho tôi. Ôi mây à mọi người ơi. Con lên trên mây rồi. Đấy. 10 ngày. Lên đây rồi. Lại lên đỉnh nhìn mây này đẹp chuẩn bị lên đỉnh của mây bên này đẹp thế. Ôi giời ơi, giống con ngộ không nhỉ mọi người. Ui mây bay phàm. Chuẩn bị chuẩn bị. Đẹp thế. Con này ở chỗ như này kìa. Nhìn này lên rồi kìa. Treo lên. Không cần nhanh nhanh mà quay đây thoải mái. Không phải hưởng gì đâu mà.